Một lần nữa, Thánh Gióng chúng cháu thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của Tổng đại ông Bảo. Thánh Gióng hy vọng lắm. Mỗi thứ ba, thứ năm, thứ bảy, từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa, ông Bảo đến đây để thỉnh những hình ảnh này, thỉnh CD nhạc tĩnh tâm, để rồi được tặng những loại kem trị da và dưỡng da tốt nhất trên thị trường thế giới, cũng như được tặng loại thuốc bổ cho gan. Vâng, hoặc là đồng bào ở xa thì xin vui lòng ghi địa chỉ trên màn hình rồi gửi tiền đến cho Thánh Gióng, tức là mua những cái gì mà Thánh Gióng đã trình bày đó, để cho Thánh Gióng có ngân sách làm việc. Thượng Đế Đồng Năng đang mời gọi chúng ta, đang đo lòng chúng ta, chứ không phải là Ngài nghèo khó gì hết á. Ngài đang đo lòng chúng ta để coi chúng ta có thật sự nghe lời Ngài không thôi. Mấy là làm sao mà con cái mà tên ông bà mình nói hay lắm, con cái cha mẹ trong đường con hư, cha đây, cha mẹ đây, cha mẹ trời đó, cha mẹ trời còn đặc biệt hơn cha mẹ ở quả địa cầu này đó. Cha mẹ ở quả địa cầu này chỉ làm cha làm mẹ khoảng thời gian nào đó thôi, rồi mình đủ lông đủ cánh rồi mình phải tự lo. Mà từ cái lúc mà mình được cấu tạo ở trong lòng mẹ là mình đã thỏa ơn của cha trời, mẹ đất rồi. Vâng, thưa đồng bào thân mến, Ngài lúc nào cũng lo lắng cho chúng ta hết á. Chúng ta cần nghe lời Ngài, bởi vì cha mẹ chúng ta cũng phải nghe lời Ngài. Bởi vì Ngài là Thượng Đế, Ngài là đứng tao quá. Ông bà tổ tiên chúng ta dạy là ông trời, kính sợ ông trời nghe con, kính nể ông trời nghe các con. Lưới trời không ai chạy thoát. Đồng bào ơi, đồng bà biết không? Rõ ràng lắm. Thí dụ như bây giờ nè, Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Đức Thành, Hồ Chí Minh, nó là quỷ đồ xanh, nó đang bị nhốt và đang chờ trời xử, và nó rất là khổ, nó khổ lắm. Thánh Gióng đã gặp linh hồn nó rồi. Rồi cách đây không thôi, thằng Võ Nguyên Giáp linh hồn nó bị bắt và bị nhốt chung với thằng ác hồn quỷ đồ xanh Hồ Chí Minh, và chúng nó đang đánh đập với nhau, hãm hiếp lẫn nhau, kinh hoàng, dơ dái, ghê tởm, khủng khiếp. Có đó. Hiểu tới đâu thì hiểu. Thánh Gióng những gì chúng cháu biết được, chúng cháu chia sẻ lại cho đồng bào. Đồng bào biết mà Thánh Gióng thì đương thời đã từng là cố vấn đặc biệt giúp cho nước Mỹ, cứu nhiều hàng ngàn chiến sĩ Mỹ và cứu hàng chục ngàn chiến sĩ Iraq. Và Thánh Gióng đã từng ra lệnh và kêu gọi là George Bush không được phép đem quân đội Mỹ vào Iraq, bởi vì sẽ bị thiệt hại và sẽ bị tốn kém nhiều lắm. Thay vì dùng quyền năng của Thiên Chúa Giêsu để mà nhắc nhở những kẻ ác sám hối, cách đó là tốt nhất. Nhưng mà George Bush đã không nghe, để rồi Thánh Gióng phải cực nhọc lắm để làm việc, rồi cứu nhiều người, nhiều quân đội Mỹ, nhiều quân nhân Mỹ, nhiều quân đội quân nhân Iraq nữa. Và Thánh Gióng đã từng làm một việc mà ít ai dám làm đó, tức là bài trừ bọn kỳ thị chủng tộc, dẹp bọn ô Black Panther đó, chính Thánh Gióng đây nè, chống ai đó. Và Thánh Gióng đã từng bị mưu sát trên 100 lần, nhưng mà Thánh Gióng được sự bảo vệ của Thiên Chúa Giêsu và của hàng triệu linh hồn của những linh hồn chiến sĩ và của ông bà tổ tiên chúng ta. Thành ra những kẻ ác không làm được gì Thánh Gióng cả, mà ngược lại những kẻ ác đã chuốc họa vào thân, đã bị tiêu diệt bởi quyền năng của Thiên Chúa Giêsu và bởi quyền năng của hàng triệu linh hồn của những linh hồn chiến sĩ. Đồng bào biết mà. Ví dụ là cách đây không lâu, mấy năm về trước, có một tờ báo Việt Quýt gì đó kêu là báo cộng sản mà đã khinh khi Thiên Chúa Giêsu và ông bà tổ tiên chúng ta, cũng như đồng thời khinh khi linh hồn của những đồng chiến sĩ, và chúng nó tìm bằng đủ mọi cách để ám hại Thánh Gióng, bởi vì chúng nó nhận tiền của bọn cộng sản khốn kiếp ở Việt Nam, cũng như nhận tiền của bọn cộng sản tạo cộng. Và rốt cùng đồng bào thấy chuyện gì thế ra bây giờ, tờ báo của chúng nó bị dẹp, bị Chúa Giêsu dẹp, và trong đám chúng đó có những đứa stroke chết, và chúng nó đã dẹp rồi. Tờ báo người Việt Quýt gì đó, tờ báo Việt Quýt
quýt gì đó, quýt ly gì gì đó, đó tờ báo chứng cớ evidence, thánh giống đã cảnh báo trước, chúng nó không nghe, bây giờ tờ báo dẹp và trong đám tụi nó có người đã bị bệnh chết, linh hồn chết ngắt rồi. Rồi lại có một tờ báo người Việt gì gì đó ở Boza đó khinh khi việc làm của thánh giống, và đồng thời nhất là khinh khi những anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì họ đã khinh khi quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Và chuyện gì xảy ra? Họ đang bị quỷ mãng xà, quỷ Satan nuốt. Đồng bào biết quỷ mãng xà, quỷ Satan lại rồi. Chúng nó là bậc thầy của bọn cộng sản siêu vi khuẩn ăn hại. Anh giống ít, đồng bào biểu nhiều. Và đương nhiên hiện tại bây giờ lại có một người, cái đám có một người làm việc đại diện, tức là làm dân cử đó, lãnh lương truyền thế của người dân, làm tới chức supervisor vậy đó ở công ty, mà lại mướn những cái kẻ mà lãnh lương của cộng sản làm việc trong cái đám đó, rồi cái đám đó lại to đập với nhau, nhận tiền của cộng sản Việt Cộng và Tạo Cộng, đi vào cơ quan công quyền, tức là vào cái nhóm mà child support hay kia là cái thay đổi hồ sơ này kia rồi của một số công dân Mỹ, quốc tịch Mỹ ở đây. Và những sự việc này FBI và những cơ quan công quyền đang theo dõi, thanh chống thông báo public luôn. Và đương nhiên chúng nó kỹ lắm, chúng nó ném đá dấu tài nhưng mà chúng nó đang bị điều tra. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất chúng nó chạy không khỏi là như thế nào? Chúng nó sẽ bị Thiên Chúa xử xử, và đương nhiên chúng nó sẽ bị linh hồn của hàng triệu anh hùng chiến sĩ xử chúng nó trước, bởi vì Thiên Chúa Giêsu ra lệnh như thế. Thiên Chúa Giêsu ra lệnh cho hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra để phù trợ thánh giống chúng cháu làm việc, cũng như để phù trợ cho bất cứ ai đồng hành cùng thánh giống chúng cháu làm việc góp phần cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta, cũng như làm việc góp phần cứu nguy nhân loại, thì tất cả chúng ta được sự bảo vệ của hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đây hiện ra để phụ trợ chúng ta làm việc. Kính thưa đồng bào thân mến, thân giống chỉ nhắc một vài công việc thôi để cho đồng bào suy gẫm.